chùm này là khoảng 8 hơn nửa ký cho tới 800 gram đó. Cái này là thử thách 12 chứ. Để nâng ra này từ ở đây cũng vậy. Cần thử cái đùm này. Cái đùm nó đi nửa vòng dưới này luôn nè. Nói chung là nó bao hết rồi. Tại vì nó bị đạn nó cục phôi giống hôm kinh cục phôi ra luôn rồi. Bây giờ giải cà phê luôn đi. Cái này mà có phải là cho mèo quá học phóng rồi. Quá học là học. Cho lúc mà cho mèo á. Cho mèo có quá học không? À cho mèo có quá học không hả? Con ý là con nhiều quá không á? Cái này là không có mèo quá. Nhiều mèo ý là ý là, ý là cho mèo ấy có nhiều quá không? À mèo á. À nhiều mèo không? Nhiều mèo không? 70 gram. Còn nó vẫn cái vẫn còn dư vào thôi. Đây là cái phôi tại đây làm đó. Nó đi một cái đường vòng gì luôn. Phải lấy chân nha. Lừa nặng vậy đó. Phải lấy chân nha. Dẫn rồi nè. Dạ. Phải lấy chân nha. Nói vậy ra mình mới bán được cái giá này nè. Ở mất. Bán nguyên cái chùm đó luôn á. Thẩm mỹ. Đấu giá, đấu giá. Đấu giá nguyên cái chùm đó luôn á. Anh Hùng lấy nguyên cái chùm đó là bán đấu giá luôn á. Là cần thử rồi. Cần thử cái chùm đó coi nha. Nhanh nhớ coi mình cắt dây ngang đây mình chúng ta cùng phôi ra. Cứ nghĩ thế là nghĩ xài luôn cái phôi đó luôn rồi. Thu hoạch như là đủ giá rồi, nhốn 3 ngày rồi. Đủ nhốn 3 cục đó rồi, đúng rồi. Thử thách người hái dữ không? Nhưng vậy mà nó đụng cái này cũng được. Không vậy này cũng được. Không vậy không được. Em xây người cũng đụng. Đụng quá thì... Đụng này quá trơn. Nó là nhiều dữ lắm rồi. Ừ, cái đụng này. Đụng này quá trơn. Nó nở cho đây. Để em không lấy ra nguyên cái đụng nó ra lấy cái đầm của anh ra chứ không phải lấy cái đầm nấm ra hả? Nói là tiếng Việt mình nữa. Nó phong phú chỗ đó. Cố gắng lấy cái đầm ra. Cứ ghé để coi quay anh Đồng anh lấy cái đầm của anh ra. Không lấy phong phú cái chùm nấm. Cái chùm nấm của anh Đồng ra. Mới đúng. Không hy vọng là ra được hết nguyên chùm nấm này. Mấy bữa em thấy đồ lấy cái bụng cà phê vậy, em thấy đang em ấy lên TikTok có lấy cái bụng cà phê nè, sao nữa? Cho cái miếng bạc cái giùm. Em nghĩ là anh Hùng phải thiết kế luôn cái máy hái nấm luôn á. Có kéo dài nữa anh Hùng. Cái máy hái nấm chạy bằng cơm mới được, không chạy bằng cái đường nào luôn. Thì xem ra dữ lắm mồ hôi rồi. Nhớ lấy cái chân giùm mình nha. Cũng sắp được rồi đây. Chắc phải hy sinh một chút nữa rồi đấy. Bác sĩ nãy giờ khám phá chưa xong. 5 phút rồi đó anh Hùng. Cái này là nó có bị quá lứa không anh? Hay là khách đặt mình? Cái này do chiều này đến bữa nay hôm nay bữa nay nó quá lứa rồi. Chứ thường là mình hái thì bữa này. Đúng. Anh như cái chanh tây là mỗi người sử dụng cái gánh nha. Nhưng mà nói với mình là cái nấm này là ngon nhất. Cái đó. Tức nghĩa là nó già tới độ. Như vậy là mình lấy hết ra chưa anh? Nó đâu còn rớt là cái như cái trên tay anh nè. Tại vì em cầm nó là nó ra. Sẽ có cái chậm.
tức là 25 quả nằm một cây. Nếu là sau này bắt đầu mua thu mua đấm là 25 quả. Thì các bạn cứ đem thử cân là biết nó ra được là bao nhiêu trái đấm là liệu. Thì nó lớn hay nhỏ như thế nào các bạn thấy. Thì lúc đó, đó khi ra thị trường, bắt đầu kinh doanh thì ra thị trường nó sẽ ok. Ai em hỏi ví dụ cái chân mình hái vậy là đúng chưa? Có được chưa? Còn cái chân trong đó phải chì ra nó phải công bạn đi vệ sinh. Còn cái chân ở trong. Hái cái này là còn cái chân ở trong rồi phải đi vệ sinh lắm thôi đó. Là khai nó không còn. Đâu. Đi vệ sinh rồi anh. Moi hết mấy chân sót lại moi ra hết. Đúng rồi, phải mua đá. Cho nó thứ xong rồi. Cái chân nấm mà mình hái sát như vậy hết là ok. Nếu mà thường thường mấy cái nấm trơn mà nấm còn giòn giòn á, mình nhổ nó hay bị bể cái gốc. Giống như cái chân nó bị dính nó nấm bể lại. À, nó còn dính một miếng thịt của cái nấm lại á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đàn cây. Tại buộc mình phải đi gỡ cái nấm đó. Một chùm nó có. Hái con nấm mình nào sỏi không trời. Cái đâu rồi? Bên góc đây. Còn bên góc đây còn dính. Cái ổ đấm mà thở nãy giờ. Ổ đấm. Công lắm không? Công lắm. Công hái nhiều tiền hơn cái bán ký nấm á. Trời ơi, cái chùm nấm. Ai trong này hơn ký à, dự đoán nhiêu là có thưởng nè. Ờ, cũng kịp chưa. Rồi. Dự đoán nhiêu có thưởng nè. Nãy giờ là góp khoảng 6 ký. Nửa ký. Góp cả nửa ký. Để coi ước lượng của mình. Chưa? Đó, cái này là phải là ký 3, ký 4. Một có khả năng là 2 ký. Ký 8 á. Rớt hết mớ rồi dạ. Đó. Rớt khoảng cái này nó phải to hơn cái bàn tay mình phải là đánh hết mức rồi đó. Gấp đôi á. Rồi. À, quá trời lần đầu tiên thấy quá trời cái nấm này. Dạ mọi người dự đoán đi nhiêu? Ký. Không. Sao đoán lại? 2 ký. Mở rụng bớt có nửa ký rồi đó. Ký 2, ký 3 bớt. Rụng bớt rồi đó. Rụng bớt rồi đó. Rụng bớt rồi đó. Ký 2 luôn. Ký 2, ôi trời ơi, chúng ta làm chuẩn rồi.